tuấn nhận đánh cá. Cha. Anh em nay tiếp tục đi đến bè tiếp nha. Dũng vẫn cần thủ quen thuộc thôi. Giật mớm. Bà chị ở Mỹ Tho qua đây cũng mớm theo chung luôn. Còn mình thì không mớm rồi, mình đang ăn nè. Đây, ăn đồ chiên nha. Bánh mì này nọ các kiểu à. Mình đi 70.000 đồ chiên chua lè anh em. Bà bán đồ chiên nè, ngay chỗ bến phà qua An Bình nha anh em. Bà đầu phà. Chua lè hả? Bà bó chanh chống hay gì á. Thằng Thủ kia ăn với uống không uống nước. Mà câu không dính con cá nào hết. Hôm nay thì mình săn cá tra nha. Không biết kết quả sao đây. Anh em chờ kết quả mình nha. Giờ mình ra cần thôi. Bắt đầu mình ra cần nha. Đây cần mình lấy của Quỳnh Khoa nè. Này mình ngót nó luôn. Khai trương. Không biết tình hình sao đây. Rồi ok. Bây giờ mình ra cần là thả cần nha. Nhật đang canh cá nha anh em. Canh thôi chứ không được đóng đâu. Cá ngàn dính dày thôi chứ không dính cá đâu. Tình hình cá cũng ăn lai gai nên mình. Cá không ăn mạnh. Nay cá không ăn mạnh rồi. Rồi chờ thôi. Hình là cần câu, máy câu, mồi câu đầy đủ hết trơn mà chưa thiếu con cá thôi anh em à. Bên kia cần thủ bên kia nó dính cá quá trời luôn. Mình giờ này không dính cá, kỳ quá. Cần thủ nhận lên cá. Ủa. Cha. Nuốt hay gì vậy? Ơi nè nè thấp 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 thôi. Rồi. Cần thủ Nhật lên hàng anh em. Cần thủ Nhật với cần thủ áo vàng số 11 lên cá. Còn mình vẫn y vậy. Rồi. Để cá đi. Mình cũng gán kiếm con mình giật mọi người ơi. Chờ hoài mà người ta lên cá mình không lên khỉ gì hết trơn. Ok, cần thú Nhật đang tích cực ở cá. Cần thú Nhật ở cá. Ok, gỡ cá đi. Giờ mình ngồi đây chờ cá của mình gỡ nè. Ừ anh em, dữ quá trời luôn kìa. Người ta dính cá thấy ham không? Còn đây dính cá như shit. Cha mình kia dính cá cha nhỏ nè. Mình ngồi đây mình cũng đợi hoài mà sao không thấy gì hết trơn. Buồn ghê anh em ơi. Bên kia ta lên cá ầm ầm, mình bên đây im đềm. Này cần câu mình nha anh em, cần mới luôn nè. Mới khai trương vậy là tiêu rồi. Cá ụt nhiều lắm anh em. Này gắn đeo tới sáng hay có cá bự không? Cảnh quan u ám quá. Bên kia người ta sáng láng quá. Thôi thăm mồi cái anh em ơi. Nè, giờ cũng khuya rồi, 1 giờ rồi. Cần thủ buồn ngủ hết rồi. Còn cần thử Nhật mới ngủ dậy. Gán gheo kiếm cá nè. Mình thì vừa lên được con cá chép. Tại mình dính lên không có quay được cho anh em xem nha. Đây vẫn còn thả đây. Cần bự cần nhỏ. Giờ chờ tin vui thôi.
Bữa nay trời không mưa mà sao không thấy cá nè. Hôm nay mình đánh cắm mê công nha anh em, rồi cắm quỳnh khoa nữa. Đây, cắm quỳnh khoa nữa. Đủ thứ cám hết trơn à. Đây cám mới nữa nè. Đủ thứ các loại dế rồi trùng nữa nè anh em. Đánh từ lưa hột dưa hết trơn. Hôm giờ chỉ được con cá cha, hai cá cha với con cá chép thôi. Rồi anh em chờ kết quả tiếp nè. Trời ơi cá cha. Kéo vô luôn. Đừng thủ lên cá anh em ơi. Rồi, rau cam kia coi. Cá đâu rồi? Cá cá kìa. Trời ơi, lên cá. Đây để mà cam ngồi xương mà nó đeo ngập cái cam luôn rồi. Cá đâu rồi, dở lên coi cái ai. Đó, cá cha nè anh em. Tiếp tục lên hàng nha. Nó đang bắt đầu ăn. Nãy giờ mình đóng hộp cũng mấy cái à. Rồi, tiếp tục anh em chờ tiếp nha. Đây cây cần nhỏ của mình đây. Chờ nãy giờ cũng ghi ghĩa hoài. Không biết đêm nay sao đây. Đây cũng tạm ổn là có cá anh em. Anh em ơi, hình hình là nó ăn tăng một giờ nó nghỉ nữa rồi. Hiu quá, đêm nay đánh hiu quá. Cái cần câu mới của mình nay được ngót được con cá chép nè anh em. Nãy mình dính cá chép mà không quay được nha. Cá ục dữ thần lắm. Ục thấy ham luôn. Anh em ơi, mình vừa lên nè. Rồi, hết hồn gần không kịp móc cái máy quay ra luôn em ơi. Nó cạch 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 luôn. Đây. Tiếp tục lên hàng tiếp em à. Cảm giác thiệt là. Đây. Thở cá anh em ơi. Ảo quá. Trời đi mâm tới giờ. Ê, này khai trương gần mới ngon anh em ạ. Này khai trương gần mới nè, ok lắm rồi đó nha. Đây đợi luôn. Ok, mình thấy ra là cá còn ục rất là nhiều anh em ơi. Ục cũng nhiều lắm. Thì tới sáng chắc cũng còn kiếm lai gai được mà. Tích cực móc mồi vô chị ơi. Còn giờ chơi game nữa. Không, đang game. Đang cái mồi luôn. Ok em ơi. Rồi mình thả tiếp thôi. Em ơi. Em luôn lên hàng nữa em ơi. Đừng con cũng cả đó nữa nè. Mình xui cái là mình dính không mà mình không quay được. Có mình là mấy ông bạn mình ngủ hết rồi. Nó cầm máy quay, không ai máy quay cho mình hết. Hey, đã quá anh em ơi. Hey, cái điểm im quá, coi kìa mấy ông ngủ lạng đã hết trơn kìa. Mình mới vừa lên con chưa để 2 phút là lên con thứ hai anh em. Hay quá, hay quá. Hey. Ok, bây giờ mình gỡ cá mình câu tiếp anh em ơi. À, mình thả cần lại nè anh em ơi. Phê rồi. Làm liên tục hai con phê quá. Khi nó không bự, con thì tầm chừng ký hả? Chứ không bự không. Hay đem cây quay phim mà không có đem cái đầu dẫn ở trên nè anh em. Cười buồn không? Bởi vì nay không quay được. Không quay trực tiếp mà nay mình sẵn mình test luôn cái cây Mega Baga anh em. Mình siết ben là đóng trực tiếp luôn anh em, mình không có nương. Là nạy thẳng lên luôn. Cũng ok lắm. Nhưng mà không biết nó có gãy hay không thôi. Cũng đang cầu mong cho nó gãy nè. Gãy cho Khoa khỏi bán luôn. Nên anh em Mega Baga nha. Hồi đẹp lắm nha. Thấy là mình kết rồi đó. Ok giờ chờ cá năng làm sao rút kinh nghiệm mượn người quay giùm mới được.
Ok anh em chờ kết quả tiếp nha. Anh em ơi, giờ cũng gần sáng rồi, mình về thôi. Thành quả hôm nay cũng được 4-5 cá tra với cá chép, cá mè anh em. Thôi hôm nay mình về nha. Chào tạm biệt anh em nha. Từ mình đi về anh em ơi. Sáng rồi, gần sáng rồi, đây là cần thú Nhật anh em. Đi câu được có nửa hôm mà ngủ tới sáng nè. Đây, nhiêu đây là của mình câu anh em. Câu được nhiêu đây nha. Đó, anh em thấy sao? Này tại xui quá mình dính không mà mình không có quay được cho anh em xem nha. Ừ, xui quá mình dính. Đây con cá chép mình dính nè. Hai cá tra bự mình dính nè, cá mè bự mình dính nè, mè bự. Còn ông Nhật là câu dính cá bé lớn nha anh em. Đó, cần thú cao cấp. Rồi ok. Chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn lại anh em trong clip tiếp theo của mình nha.